em Trường Giang đó, em chưa đi học bao giờ hết á, cái em coi trên mạng em mua ba cặp ga, ba cặp đá về cái em chườm, em mới dẫn em chườm thì em thấy nó ngủ rất là ngon, ngủ ngon lắm. Cái như là chóng mặt á thì em cũng đỡ. Cái sao em chườm xong rồi em cũng chườm cái động mạch cảnh này nè, để nghe thấy ở trong mạng chỉ sao làm vậy đó. Rồi cái em chườm qua cái bụng nữa, cái nó còn ấm á, em chườm qua bụng thì cái dòng bụng nó cũng giảm bớt mỡ đó. Em chườm như những chỗ nào đau như cái chân em hôm trước, cái cổ chân này tự nhiên nó đau đau hai ngày, cái em lấy cái đó em chườm trước khi em trước khi đi ngủ á, cứ chườm vô vậy nè, chườm vô vậy nè, cái dòng chườm hai ngày cái tự nhiên bữa sau đi bình thường lại, không có bị nhắc nữa đó. Cái bữa đó cái một cái thằng cháu nó bị nó vác đồ nặng đó, cái nó đau cái chỗ này nè, nó nghĩ làm nó không làm, cái em nói thôi giờ nằm đó đi, em lên em để trong cái lò vi sóng 4 phút, cái em bao cái khăn xong em đắp cho nó, em đắp giờ nằm sắp xuống em đắp thử, em đắp thử được chứ mình cũng chưa có đi học bao giờ hết, nên đắp thử. Cái hồi nó dậy nằm 2 tiếng đồng hồ, nó dậy cái hỏi nó bớt không, cái nó bắt đầu nó qua lại về lát nữa đi làm bình thường, hỏi sao bớt không mà đi làm hết rồi. Cái con hết là chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ là ướt cái buổi trưa á, à, tới từ 11 giờ rưỡi nó nghỉ là tới 1 giờ rưỡi đứng dậy đi làm bình thường. Dạ, cứ ướt nó ướt lạnh như ướt nắng mà. Dạ, ướt nắng chú. Nóng mới ướt nắng, dạ. Tôi để vô lò vi sóng 4 phút rồi lấy ra. Rồi cái bây giờ cái tới thằng con nó cũng bị mỡ máu gan, nó mới đi siêu âm. Cái nó để theo giờ chườm, để chườm cho nó thì chườm mới có 3 ngày nay thôi, nó sao con ngủ ngon quá đó, thì bây giờ để tiếp coi là để siêu âm lại coi nó gan nó sao. Nhưng sao? Mà, rồi em cũng mà cho cái mấy cặp cùng dư này cho lại mấy người kia để nha, người ta chườm, bây giờ ta chườm giờ cứ nói người ta là cứ diệt chườm hết bệnh này tới bệnh kia là cứ diệt chườm bệnh nó sẽ hết thôi. Rồi xin cảm ơn chị. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.